Huấn luyện viên Trezeguet bất ngờ thay đổi kế hoạch của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Sau khi huấn luyện viên Trezeguet lên nắm quyền, đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân và tập luyện từ ngày 8 tháng 3 với 22 cầu thủ. Nhân sự trong đợt tập trung này toàn bộ là những cầu thủ từng lên đội tuyển dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong đó, ngoại trừ Hải Huy, tất cả các cầu thủ còn lại đều dự AFF Cup 2022 và giành được ngôi Á quân. Theo kế hoạch ban đầu của huấn luyện viên Philippe Trezeguet, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện đến hết ngày 12 tháng 3 và dự kiến sẽ có một trận thi đấu nội bộ với đàn em U23 Việt Nam để tân thuyền trưởng quan sát, đánh giá các vị trí. Tuy nhiên, vì một vài lý do, theo thông báo mới nhất từ VFF, thì đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ tập thêm một buổi tập vào sáng ngày 11 tháng 3 trước khi các cầu thủ được trả về câu lạc bộ để tiếp tục chuẩn bị cho các trận đấu tại V-League và Cúp Quốc gia 2023. Bên cạnh đó, buổi tập sáng ngày 11 tháng 3 của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam cũng bị đóng kín với giới truyền thông. Trong công văn trước đó từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các buổi tập sáng ngày 11 tháng 3 và sáng ngày 12 tháng 3 của hai đội tuyển sẽ đều mở để đón tiếp báo chí cũng như cử cầu thủ đại diện trả lời phỏng vấn. Thay vào đó, chiều ngày 11 tháng 3, tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ có buổi họp báo riêng để trả lời những thắc mắc của báo chí liên quan đến hai đội tuyển. Dưới thời của huấn luyện viên Trezeguet, đội tuyển Việt Nam và U23 đã có khoảng thời gian tập luyện chung với nhau. Điều này chưa từng xảy ra trước đó. Sân đào tạo của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF sẽ có tới 50 cầu thủ cùng tập luyện. Đây được xem là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam rèn luyện và học hỏi các đàn anh. Tiền đạo Tiến Linh cho biết, phong cách của huấn luyện viên Trezeguet có nhiều điều mới mẻ, mang đến những sự thoải mái cho toàn đội. Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam vẫn đang ở những khâu cơ bản nhất. Các tuyển thủ quốc gia sẽ trau dồi kinh nghiệm cho các em U23 với những giải đấu lớn chúng tôi đã trải qua. Trong khi đó, các em U23 cũng cho thấy tinh thần khát khao được thể hiện trên đội tuyển. Hy vọng hai bên sẽ trao đổi tốt với nhau để giúp nhau phát triển. Huấn luyện viên Trezeguet gọi 9 cầu thủ U20 lên U23 Việt Nam, vắng hai máy cầy giải châu Á. Huấn luyện viên Trezeguet quyết định triệu tập bổ sung 9 trụ cột quan trọng của U20 Việt Nam lên U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Doha Cup 2023. 9 cầu thủ U20 Việt Nam có tên trong danh sách triệu tập là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc. Nguyễn Đức Phú và Nguyễn Thanh Nhàn đều là những trụ cột quan trọng của U20 Việt Nam nhưng không xuất hiện trong đợt triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Trezeguet có lý do riêng khi không điền tên hai cầu học trò cũ. Đó là vì đội bóng chủ quản VFF Công an Nhân dân đang có chuyến tập huấn quan trọng chuẩn bị cho giải hạng nhất quốc gia 2023. Năm nay, VFF Công an Nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng và huấn luyện viên Moro muốn có sự chuẩn bị chu toàn nhất để hướng tới mục đích quan trọng này. Trước đó, huấn luyện viên Trezeguet cũng đồng ý cho 4 cầu thủ thuộc biên chế của VFF Công an Nhân dân là Nguyễn Văn Tùng, Huỳnh Công Lến, Ngô Đức Hoàng và Tẩy Văn Toàn tạm thời rời U23 Việt Nam sau đợt tập trung thứ nhất vì lý do tương tự. Sau ít ngày nghỉ ngơi về thăm gia đình, nhóm 9 cầu thủ của U20 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung cùng toàn đội từ ngày 13 tháng 3. Các tân binh này sẽ cùng nhóm các cầu thủ được giữ lại sau đợt tập huấn đầu tiên chuẩn bị hướng tới việc tham dự giải Doha Cup 2023. Hiện tại, trước khi gọi bổ sung các cầu thủ của lứa U20, quân số tập huấn giai đoạn 2 của U23 Việt Nam đang là 28 cầu thủ, bao gồm 4 thủ môn. Như vậy, thành phần của U23 Việt Nam sau khi có sự tăng cường thêm quân số U20 sẽ là 37 cầu thủ. Doha Cup sẽ được diễn ra từ ngày 22 tới ngày 28 tháng 3 với sự góp mặt của 8 đội bóng bao gồm U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan, U23 Iraq, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Qatar. Giống như thể lệ tại Dubai Cup 2022, mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận để phân hạng từ 1 tới 8. Có chân sút làm châu Á ngỡ ngàng, Bầu Đức sẽ vẽ đường cho Công Phượng thứ hai. Như lời huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhận xét, để một cầu thủ dạng tiềm năng như Quốc Việt phát triển thành công, sẽ cần có sự vun đắp rất lớn từ phía câu lạc bộ, chứ không chỉ là vài lần tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Tôi cũng hy vọng, cũng mong các em về câu lạc bộ sẽ được thi đấu thật nhiều, tích lũy kinh nghiệm thì sẽ duy trì và phát triển được các phẩm chất. Chứ nếu các em lên giải vòng chung kết U20 châu Á, chơi nổi bật rồi lại về câu lạc bộ dự bị thì rất là khó. Các em về câu lạc bộ có được đá hay không? Rồi tới đây nếu đi SEA Games thì có được sử dụng hay không? Các em có được chơi nhiều câu lạc bộ thì mới tạo điều kiện phát triển. Chứ một năm các em đá trên cấp độ đội tuyển quốc gia thì cũng không có nhiều. Ví dụ đợt này đi vòng chung kết U20 châu Á, đá 3 trận là về rồi. Nên mấu chốt là các em ở câu lạc bộ phải được chơi nhiều thì mới phát triển lên cho các cấp độ đội tuyển được. Quốc Việt về Hoàng Gia Lai thì có được chơi nhiều hay không còn phụ thuộc vào sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên. Giờ Hoàng Gia Lai lại đang xây dựng hàng công trên hai ông Tây Washington Brandao và tân binh Paulo Manera Oliveira nên em khó có khả năng được thi đấu nhiều. Một thực tế là ở V-League, phương án sử dụng cặp tiền đạo ngoại binh là khá ổn nếu tìm thấy được cầu thủ phù hợp.
Tuy nhiên, từ năm 2015 tới năm 2022, Hoàng Gia Lai vẫn duy trì việc sử dụng một ngoại binh trên hàng tiền đạo, có đâu dành chỗ cho những Công Phượng, Văn Toàn phát triển. Bầu Đức những năm qua vẫn đặt mục tiêu hàng đầu là phát triển các cầu thủ Việt Nam cho các cấp tuyển, còn thành tích ở câu lạc bộ dù quan trọng nhưng chỉ xếp thứ hai. Hiện tại các ngôi sao nội của Hoàng Gia Lai đều đã ra đi, không còn Văn Toàn, Công Phượng nên Hoàng Gia Lai chuyển sang chơi hai tiền đạo ngoại. Lứa cầu thủ trẻ của Hoàng Gia Lai hiện cũng không quá nổi bật giống như lứa Công Phượng năm nào để Bầu Đức đầu tư trọng điểm. Nhưng Nguyễn Quốc Việt vừa cho thấy mình xứng đáng nhận được sự ưu ái vun trồng từ Bầu Đức. Cần biết ngay cả huấn luyện viên Chu Xie cũng đã ca ngợi Quốc Việt, cho rằng đây là một trong những tài năng lứa U20 Việt Nam sẽ cùng đội tuyển quốc gia chinh chiến cho mục tiêu vòng chung kết World Cup 2026. Bản thân huấn luyện viên Kiatisak cũng là người giàu kinh nghiệm vun đắp các cầu thủ trẻ và có thiên hướng khá tích cực với điều này. Trong trường hợp Bầu Đức gợi ý tin rằng dù đang sở hữu hai tiền đạo ngoại thì huấn luyện viên Kiatisak vẫn có thể tìm ra cách tạo cơ hội để cho Quốc Việt phát triển. Đấy là chưa kể tới việc thực tế từ đầu V-League 2023, cặp tiền đạo ngoại của Hoàng Gia Lai vẫn chưa phối hợp với nhau tốt. V-League tất nhiên vẫn là sân chơi tầm hơi cao cho một tài năng trẻ U20 như là Quốc Việt, nhưng điều kiện cần là Quốc Việt phải được tạo cơ hội chứng tỏ cái đã. Hy vọng với tâm huyết của mình, thứ tâm huyết mà Bầu Đức sẵn sàng đánh đổi tất cả để vun đắp Công Phượng, sẵn sàng đứng ra gánh đỡ hết mưa gió cho cầu thủ ông coi như con, giờ đây ông bầu này sẽ chuyển sự ưu ái đó sang một cái tên khác. Biết đâu Quốc Việt sẽ trở thành một biểu tượng Công Phượng thứ hai của Hoàng Gia Lai. Huỳnh Như nhiều khả năng chỉ dự bán kết chung kết SEA Games 32. Tiền đạo Huỳnh Như vẫn tham dự SEA Games 32 với đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, cô có thể chỉ đồng hành với đội tuyển ở vòng bán kết và trận chung kết môn bóng đá nữ đại hội tại Campuchia. Huỳnh Như sẽ không tham dự vòng loại Olympic 2024 do đang thi đấu cho Lanh FC tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ góp mặt ở SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam nếu như những chiến binh sao vàng tiến đến vòng bán kết hay xa hơn là trận chung kết. Lý do là bởi theo lịch thi đấu của câu lạc bộ Lanh FC, đội bóng này sẽ thi đấu 3 trận trong tháng 5 khi gặp Albe Gauria vào ngày 7 tháng 5, Amora ngày 14 tháng 5 và Sporting Lisbon ngày 21 tháng 5. Đội bóng Bồ Đào Nha có thể tạo điều kiện để Huỳnh Như không góp mặt trong hai trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Amora và Sporting để cô gái sinh năm 1991 trở về tập trung với đội tuyển nữ Việt Nam. Đó cũng là thời điểm mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hoàn thành xong tiến độ của vòng bảng. Với thực lực vốn có, việc đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại bán kết hay tiếp đó là chung kết SEA Games là nằm trong tầm tay. Khi ấy, sự xuất hiện của Huỳnh Như sẽ là sự bổ sung đáng giá giúp đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến tấm huy chương vàng thứ 8 của đại hội. Ngoài Huỳnh Như, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng không thể triệu tập Nguyễn Thị Vạn ở lần tập trung này. Nguyễn Thị Vạn vừa gặp chấn thương đứt dây chẳng chéo trước ở trận chung kết cúp quốc gia nữ 2023 giữa Than khoáng sản Việt Nam và Hà Nội 1. Cô sẽ lỡ hẹn với SEA Games 32 và cả World Cup nữ 2023. Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang thể hiện được năng lực ở giải vô địch quốc gia như là Ngọc Phượng, Vũ Thị Hòa, Cù Thị Huỳnh Như, Trúc Hương, Hồng Nhung hay Thùy Trang. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng góp nhiều cầu thủ nhất với 11 người. Than khoáng sản Việt Nam và Hà Nội 1 mỗi đội có 8 cầu thủ. Theo kế hoạch, các thành viên của đội tuyển sẽ điểm danh trong sáng ngày 10 tháng 3 và sau đó di chuyển xuống Cẩm Phả, Quảng Ninh để tập huấn. Sau hơn một tuần rèn luyện thể lực từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ quay trở về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và chuyển sang giai đoạn lắp ráp đội hình. Sen Ke sẽ có một trận đấu giao hữu trước khi di chuyển sang Nepal để tham dự vòng loại 1 Olympic 2024 khu vực châu Á. Tại vòng loại 1 Olympic nữ 2024, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, thi đấu 2 trận với Afghanistan vào ngày 5 tháng 4 và chủ nhà Nepal vào ngày 11 tháng 4.